Xin chào các bạn Ngày hôm nay mình xin chia sẻ cách làm món dưa leo muối tại nhà giòn ngon và cách làm vô cùng đơn giản Đầu tiên thì mình có một kg dưa leo non Ở đây thì mình không mua được dưa leo nụ cho nên là mình mua dưa leo non nhưng mà trái nó cũng hơi to đó Các bạn tìm được dưa leo nụ thì nó càng ngon hơn nha Tiếp theo là đến 60g đường thuốc nốt Ở đây mình có đường thuốc nốt thì mình làm Còn không thì các bạn có thể sử dụng đường thùng hoặc là đường vàng cũng được nha 50g muối hột Mình sử dụng muối hột để cho độ mặn nó dịu bớt, không có mặn như muối dây ớt 800ml nước do gạo 200ml nước lọc Đầu tiên thì mình cho nước vào dưa leo Và muối mình sẽ rửa dưa leo cho thật sạch Phần muối này mình dùng để rửa dưa leo cho thật sạch thôi còn 60g muối đã chuẩn bị thì mình dùng để nấu nước muối là riêng nha Gửi dưa leo cho thật sạch 3-4 nước Và bây giờ mình cho ra gỗ và để thật gáo nước Các bạn ở Việt Nam làm nếu như mà trời có nắng nóng thì mình đem phơi cho dưa leo héo một chút Và đem vào sắp cho hủ Còn ở đây mình ở Hàn Quốc cho nên không có nắng nóng Thời tiết cũng lạnh rồi Mình để cho thật gáo nước và mình đem cho vào hủ luôn nha Gửi dưa leo xong thì chuẩn bị một cái son và đi nấu nước muối. Cho vào đây 800ml nước do gạo, 200ml nước lọc, 50g muối, 60g đường thốt nốt. Cho nước muối lên lò, bật bếp lên nấu cũng đã sôi. Bây giờ thì phần đường và muối cũng đã tan hết rồi. Mình hớt bọt và nhắc xuống nha các bạn. Các bạn lưu ý là khi mình cho nước muối này vào dưa leo thì nước muối phải thật nguội, không được nóng ấm nha Khi dưa leo gáo nước và nước muối cũng đã nguội hẳn Thì bây giờ chuẩn bị một cái hộp, rửa sạch, lau cho khô, mình cho dưa leo vào Tiếp theo là cho phần nước muối khi nãy đã nấu vào dưa leo chuẩn bị một cái bịch sạch và mình cho nước vào dằn để cho nặng cái trái dưa leo nó không có bị nổi lên nữa, không bị đóng meo ở trên nha bây giờ thì đầy nắp lại để dưa leo nơi thoáng mát để cho dưa leo được chua sau 3 ngày mở hộp dưa leo ra nghe mùi chua lắm bây giờ mình sẽ cho các bạn xem bên trong và ăn thử nha dưa leo muối lên màu rất là đẹp do mình sử dụng đường thuốc nốt nếu như mà các bạn làm bán thì mình sử dụng đường thùng nó sẽ lời hơn nha ở đây đường thuốc nốt thì nó sẽ ngon hơn và thơm nữa bẻ một trái dưa leo ra mời các bạn cùng ăn thử nha rất là giòn luôn Để cho được ngon hơn thì mình đã sắt dưa leo và bỏ phần ruột bên trong. Rửa sạch lại, dắt cho gáo nước. Trộn vào đây một ít đường, ăn vào chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Và cho thêm phần tỏi ớt băm nữa. Đầy kính nắp hộp và mình để trong ngăn mát tủ lạnh để được một tuần nha. Ngày hôm nay chia sẻ cách làm món dưa leo muối tại nhà cho các bạn cùng xem đến đây thôi nha. Kết thúc video, xin chào tạm biệt các bạn nha.